ấy chạy xuống đi anh nè. Rớt rồi nha các bạn. Tuyệt vời. Trở lại với con hit nha các bạn. Đây đi khai ná. Rất thẳng. Tuyệt vời. Quá đẹp. Như chúng cần cổ hay sao á. Bên kia chắc bên cái vườn là cái trứng cá rồi. Ủa vô vườn người ta rồi. Vô trong vườn luôn rồi. Vô vườn luôn rồi hả? Rớt đâu trong đây nữa bạn. Đâu rồi ta? Rớt đâu nhỉ? Thấy không nào? À đây đây. Còn sống. Bắt đi gãy cánh ăn ra nữa. Bắt. Rồi. Tuyệt vời nha các bạn. Con cơm nè. Rồi. Tự để cho anh Cương. Em. Em Cương. Cô Cương. Chúng cánh nó rớt, hè như rớt thẳng. Coi. Kéo. Em. Ké hả? Ké. Quên hit nha các bạn, quên hit mới của mình nè. Có nè hả? Thôi để anh Cường bắn đi. Em mới làm con này à. Nó còn sống con này gãy cánh, mình về mình sẽ nuôi con này. Em lên tiếp. Đừng bắn vô khe bắn ra. Rồi coi bỏ nó. Thôi, rớt. Rớt rồi nha các bạn. Rớt chưa? Tuyệt vời. Còn sống hả? Nó mà bay nữa chắc em cười. Rớt nha các bạn, một cu ngói. Con hit thuốc lẹt nè. Cây mới của mình nè. Tuyệt vời. Nha các bạn. Quá êm. Hay quá anh Cường ơi. Mình tự khen mình hay là sai đúng không? Tuyệt vời nha các bạn. Cây này không tồi tí nào nha. Hai viên hai con khởi đầu. Non đâu con này lớn. Đó là lớn với bú rồi cha. Bỏ bú rồi. Tầm này bỏ bú rồi. Mày chết với anh Đăng rồi. Nó bị khiên rồi kìa. Đó, chụp đi. Anh bắn chảy. Không phải chảy. Bắn trúng đầu cho nó sượt. À, em thua anh Đăng luôn rồi. Em tưởng nó bay. Phớt cái đầu hả? Phớt một tí đầu. Trời ơi, không dính máu luôn á. Anh phớt có một tí đầu. Trời má ơi. Nắng quá bị nhức đầu. Cái này cái chiêu gọi là, nói chung nó chiêu ở trong mà Hiên Long Bát Bộ á, người ta nói gì đó. Lục mạch thần kiếm. Trời ơi. Bắn mà kiếm nó luôn đúng không? Ghê thiệt. Đứng ngay trên đầu luôn hả? Trời ơi. Nó thua rồi. Em thấy anh Đăng, em thấy con này xà lại em kêu anh Đăng nó xà gần nè, nó cắm đầu chết luôn. Tuyệt vời. Ok, cảm ơn anh Đăng. Con này là số tới. Tới lắm. Trời ơi, chết queo luôn. 3 mét à? 3 mét bắn thủng con người mà. Thủng con người luôn. Em tưởng nó chạy rượu chứ. Tuyệt vời, ké. Đây. Đảo quá. Tuyệt vời. Ngay lưng luôn mà. Ngay lưng anh Tường. Mình Hưng bảo chứ. Đứng xem là nó có đậu chỗ nào để Hưng à. Nó lông ngay trước mặt. Làm luôn. Chết queo. Dính sình. Đó khô rồi thấy không?
Trời kinh nghiệm quá ông nội. Đó. Sạch đi. Tại em vừa lắm á. Nè. Ủa. Chuyên lưng chuyên lớn á, đi tiếp tục. Kiểu này mình phải kiếm cái bịch tề. Tự nhiên đang chạy thấy thấy một con chim nó. Nó cắm đầu gớt luôn. Nhìn theo. Nhìn theo. Một con. Rồi gụng lông rồi. Gụng lông rồi đó. Bắn cái hạch á. Dưới sông còn kìa. Ôi, kìa. Đi vô đường, vô đường đó nặng. Dưới ruộng quá trời kìa. Xuống ruộng đi, có con ngang dịch thấy không? Đứng đây bắn được rồi nè, đó. Đây nè, còn quá trời chấm. Dưới cái mương còn á. Đúng rồi, đó, đầu ngóc ngóc kìa, gần luôn á. Chạy chạy bắn luôn anh thằng ơi, muốn dừng. Chạy qua anh bắn luôn. Ê, gụng lông kìa. Ê, chúng con đó chúng á, con đó chúng á. Thấy gụng lông không? Ừ. Thấy cái gì trời? Thôi, quẹo ra đi. Rồi. Hả? Rụng chưa? Đấy, con. Hết đạn mẹ. Chim cái nơi. Rớt rồi. Thôi, lụm đi. Rớt rồi, rớt rồi. Hai viên đúng không? Ừ, rớt rồi. Không? Rồi, rớt rồi, rớt rồi. Anh bồi viên nữa đúng không? Anh bồi viên nữa mà. Mình bị cóc hả? Bắn cái nữa mì à mày cất gì. Ừ, để em hỗ trợ nhanh nào. Tầm này gấp lắm rồi, xe nổ kệ nó đi nè. Đặt đây kêu cần thủ à, kêu nó thủ hỗ trợ nha. Tầm này căng lắm rồi. Đứng cái cây như thiệu chứ nè, cho mượn cái chỗ luôn. Nè. Cái đầu dài dài tí. Nè, tới. Tay anh nữa mà. Trời nó trúng viên mà nó vẫn còn chạy ghê ha. Đừng đi mày. Còn sống hai viên rồi. Hai viên mà còn sống các bạn. Một viên mà còn sống mạnh luôn. Hai viên cái sống yếu yếu. Rồi thì giờ nó chết rồi. Giờ chết, thì chết. Giờ thì nó vô tay mình rồi. Ê còn chạy được luôn á. Các bạn. Tuyệt vời. Để vô hỗ trợ anh Đăng lên cái đó. Trời ơi, em tưởng bắn rớt cái bi ni lông chứ. Nghe cái bụp mà. Nghe cái bụp bi ni lông. Thật ra cái bi ni lông á. Cái lông. Kéo lên. Đây, đừng cho chân ương dơ. Rồi. Rồi. Rồi, quán thi về một nha các bạn. Ghi điểm tiếp. Tuyệt vời. Hai viên anh Cường. Nghe. Đừng run. Con này vẫn chưa bị mịp bà, con này còn nhỏ nhỏ ha. Con này mới bị mịp cháu của ba thôi. Ủa hay là hai con anh Đặng? Bảy con này nè. Con xám xám này luôn đúng không? Ừ. Ừ đúng rồi. Anh văng thêm viên. Dạ bá. Nó còn khỏe. Chạy được. Thôi. Thả cho anh em mình rượt chơi vui. Im im. Đâu vui đâu. Kìa xe kìa. Xe đâu rồi. Anh đang vứt xe luôn mà. Xe đây này ba. Đúng. Im cu. Có cái tầm nào vứt chân không? Gì vậy? Con này nhỏ à? Nhỏ. Trống. À con trống nó nhỏ. Một con bìm bìm nữa. Một bìm bìm nữa nha các bạn. Anh Cường làm nhẹ con bìm bìm nè. Nghe đầu hả? Đâu. Ngay đầu là bắn hụt quá ông nội. Có đu mẹ. Hay quá. Ngay ngay thẳng đầu lên luôn à. À em con này bự hơn con nãy luôn anh Cường. Rồi nha các bạn. Không biết có kịp bấm quay không. Em cũng không kịp bấm quay nè. Nó nhừa cho các bạn, nó nhừa hôm nay vật lông nha. Thôi đừng bớt bớt ké lại đi. Nè 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 nè, đang nhắc con cò rồi. Đẹp quá. Bay nó sống á. Nè cầm con này. Ừ. Mày rồi nha các bạn. Nay anh Cường với mình đi test ná nữa nè. Ú nu luôn, ú hơn con nãy. Bự hơn con nãy em bắn luôn á. Không, đã không? Trời má bự. Kinh
cái cần cổ. Nó chà, bỏ vô cái túi. Cần bắn chúng đâu ta? Bắn lại đi, nhìn kỹ đi. Cất đi. Rồi nha các bạn. Ý, lên đường tiếp nào các bạn ơi. Một cái từ thôi. Ê, đi tiếp đi, nó tháo à. Ui, trúng rồi, trúng rồi, trúng rồi. Rớt lông kìa. Trời má ơi. Rồi, vô cây đó rồi, nó bay hết nổi rồi. Rồi, 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 thả không, rồi. Không, không, trúng đâu á. Trúng đâu á. Thôi, thôi, thôi. Gắn lại cái đó luôn hả trời. Má nó mập. Trời ơi. Đi trước, ngay cái cây. Đi, đi, đi. Con gì? À, con nhí. Con cu đó em nghĩ là nó cũng chỉ thường đâu. Còn bạn đã đứng ngóng ngóng đầu kìa. Bạn đéo biết. Nó đi vô rồi. Bạn đi vô rồi. Thấy không? Thấy không? Ê. Đó nó trúng rồi. Trúng rồi. Thôi lượm con này trước đi, lên bắn nó. Đâu rồi? Đây. Một cú nhí nha các bạn. Tuyệt vời. Nè. Bỏ vô túi anh đi. Rớt hả? Vẫn là quên hít V1 nha các bạn. Lên bằng ngàn nó đi. Hả? Đang đứng buồn buồn buồn. Không có buồn. Không được buồn. Rồi ra lắm. Rớt luôn rồi nha các bạn. Hai con. Con hít luôn nè. Cây này bắn ổn ghê á. Hôm nay mình đi test cây này. Chết rồi các bạn. Quá êm, ổn nha. Là một cặp luôn. Còn lép nữa các bạn. Bắn lên nào. Đứng còn lép nha các bạn. Chết nhất rồi. Về một nha. Đâu rồi? Xe cánh này nè các bạn. Ấy đừng có lủi nữa. Rồi. Hay quá. Tuyệt vời nha các bạn. Còn lép nữa nè. Hả? Anh Cường bắn con Cường hả? Cường bắn con gì các bạn? Còn lép nha. Qua lên cái chuối. Rồi mày xong rồi. Ôi một bầy luôn kìa các bạn. Ấy cái chiều đường nó giống hồi nãy hả? À chỗ hồi nãy đó. Hèn chi ổng nhớ ổng vô lại. Vô đây đi. Ừ, thấy chuyện bay thôi coi. Quá nhiều. Bắn đi anh. Rớt rồi đúng không? Thằng nó rớt luôn. Nhưng mà chỗ nào biết lụm. Chỉ nha. Rớt con cụ nữa nha các bạn. V1 nữa nè. Ủa, tuyệt vời. Cái này bắn đã ghê luôn á. Đâu ta? Sau lưng, sau lưng, sau lưng.
đây thì các bạn thẳng cây rớt xuống. Tuyệt vời nha bạn. Chị nghĩ nữa bạn. Ê, trúng rồi má. Rồi má. Ôi, hay á. Trời ơi, bắn thường thường nó không à. Ảo cả hai ông luôn. Rồi, trúng rồi, trúng rồi các bạn. Đó, con sáu á, con sáu á. Rồi, đáp rồi, đáp rồi. Trúng rồi nha các bạn. Sao bay dữ vậy trời? Lấy vô lấy. Con cú cơm kìa. Ở đâu đây nè các bạn. Thấy bắn liền bắn hung nó bay. Đây. Chết rồi các bạn. Nhí đuối quá. Chạy xuống ngoài kia cho đây các bạn. Một cú nhí nữa nha. Vẫn là one hit V1. Con nẻ ăn lúa không à? Mập lúa à? Nẻ cái diều nó căng mập. Cái bên bắn hụt. Chui thôi. Mấy mét mà bắn hụt. Chuối luôn. Cái vườn chuối này có chuối ăn luôn nè các bạn. Nó đằng ghê thiệt. Cường mới hạ cua nữa cho các bạn. Bắn 20 phát không trúng. Đây em mượn coi ná rồi. Cho đi chuối gì anh. Còn ăn trái nè. Thôi trái đó thì vừa anh ăn. Thì bạn đi nốc. Ủa con này nó bay đâu rồi nè anh thử. Đây đúng. Thấy có con nào sống vậy. Bắn đéo tin trời. Nãy mình bắn cua nhớ cái ống không đéo tin. Ủa phướng trên cây nữa bạn. Chết con cua nha các bạn. Con thiên về 1 nha. Đang dưới phướn mà. Con cua nó đi toàn toàn bắn luôn. Phải con phướn trên cây nữa các bạn. Còn trên đây. Bắn nốt phướn luôn. Đây. Thế này cho bắn ta. Ôi, chết luôn bạn. Trúng luôn rồi. Rồi rồi. Ủa. Trúng rồi mà. Ước kia ta. Nó rớt rồi mà các bạn. Biết nó rớt đâu. Trời ơi. Đâu ta? Để lụm cu hết rồi. Dướng đâu trên cây vậy á. Đang cu đây các bạn. Bắn xiên cổ luôn. Phướng luôn trên đây. Dạ thấy nào, thấy thế nào chưa? Chưa thấy. Trời cha. Không thấy. Á ơi, đứng gần cái bên. Cái cục đất á, nhìn cái cục đất rồi đó. Vậy mà không thấy á. Nào, thấy
thôi không? À rồi, con này á hả? Chứ không phải con khác hả? À? Cu nữa bạn. Không, được. Nó dính cái đầu rồi. Muốn đi về mòn nha các bạn. Chung cái đầu rồi sao? Ủa? À đây. Núp vô cái khe. Nó núp vô cái khe, trúng cái đầu rồi các bạn. Máu quá, không quay. Không cu nha các bạn. Cho vô vỏ tiếp. Máu nha. Máu đó, hồi mở ra nó bay á, nó dính sờ. Máu kìa, cây cây kìa. Chưa thấy. Nghe cái cây bự nè. À rồi. Trời má ơi. Thật là mạnh mẽ. À, tầm này tụt dốc với mẹ à. Nè, tôi cháu ăn ngon. Anh đang im vào cho em. Anh đang bước lại đi anh đang à. Nằm im vào cho em nhé. Bắn đi. Chưa, đừng im. Một lá thủ đây kìa, ngã gục các bạn. Em cho ngủ luôn á. Nằm im. Anh Đăng ơi, nói nghe chứ có cứt bò nữa. Thơm không? Để các bạn, thành quả hôm nay của anh em mình nè. Nay đi test cây nó mới của mình nha. Quá trời luôn, hai viên bệt bò. Có cả cứt bò này nữa. Đây, có cả cứt bò nè các bạn. Chơi là trời, chơi tin được không? Ổn chứ không nhỉ? Còn chưa tính số nhặt không được nữa. Chưa tính số. Hôm nay ráng nhặt triệt để rồi đó. Hôm nay tính ra bay lông cũng ít.